Do cả nước đang trong quá trình hình thành quy hoạch các cấp, các nhà đầu tư chờ đợi các cơ chế chính sách mới ban hành để nắm bắt các cơ hội đầu tư kinh doanh mới. Do đó, trong 8 tháng năm 2024, hoạt động thu hút đầu tư vẫn còn nhiều khó khăn. Tình hình đăng ký doanh nghiệp mới có tăng, song vẫn còn nhiều doanh nghiệp vẫn phải tạm ngừng hoạt động. Tình hình thu hút đầu tư chậm hơn so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp gia nhập thị trường lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo là 867 doanh nghiệp, tăng 10,45%, tương đương tăng 82 doanh nghiệp so với cùng kỳ. Trong đó, số doanh nghiệp đăng ký mới ước đạt 647 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 4.344 tỷ đồng. So với cùng kỳ, số doanh nghiệp đăng ký tăng 9,66%, tương đương 57 doanh nghiệp. Vốn đăng ký giảm 0,73%, tương đương 32 tỷ đồng. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 220 doanh nghiệp, tăng 12,82%, tương đương 25 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp giải thể là 139 doanh nghiệp, so với cùng kỳ tăng 49,46%, tương đương 46 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 342 doanh nghiệp, so với cùng kỳ tăng 3,95%, tương đương 13 doanh nghiệp. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh An Giang chưa tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư đăng ký mới. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh hiện có 36 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó có 9 dự án thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Quản lý, với tổng vốn đăng ký đầu tư 261 triệu đô la Mỹ, tổng vốn năm thực hiện là 178 triệu đô la Mỹ, chiếm 68,19% tổng vốn đầu tư đăng ký, tạo việc làm cho 16.800 lao động. Từ đầu năm đến nay, nhờ thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nghị quyết của chính phủ và kế hoạch của tỉnh, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh An Giang duy trì xu hướng tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo đà tăng trưởng cho những tháng còn lại trong năm 2024. Các ngành lĩnh vực của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện, đặc biệt lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh đã duy trì được sự ổn định. Từ nay đến cuối năm 2024, các cấp các ngành và địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2024 của tỉnh. Chính quyền tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và an sinh xã hội, đồng thời nỗ lực hết mình để đạt được các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra cho năm 2024. Trong đó, trọng tâm là theo dõi sát sao tình hình sản xuất, liên kết tiêu thụ lúa nếp, rau màu và cây ăn trái trong vụ hè thu và thu đông năm 2024. Chủ động triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai, sạt lở và dông lốc trong mùa mưa lũ, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để kịp thời cung cấp thông tin cho người dân và các cơ quan chức năng, nhằm chỉ đạo phương án sản xuất nông nghiệp phù hợp và cung cấp nước tưới một cách chủ động. Ngoài ra, tỉnh sẽ tiếp tục phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc xây dựng và mở rộng vùng nguyên liệu, đồng thời tăng cường mời gọi các doanh nghiệp đầu tư và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Tỉnh cũng đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, thường xuyên kiểm tra và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng như tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa phận tỉnh An Giang, cùng với các chương trình mục tiêu quốc gia và các công trình trọng điểm khác của tỉnh. Tập trung thực hiện các công tác xúc tiến đầu tư trong các lĩnh vực mà tỉnh có nhiều tiềm năng và lợi thế. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh một cách toàn diện, đẩy mạnh việc cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Tỉnh cũng sẽ nỗ lực cải thiện xếp hạng chỉ số môi trường cạnh tranh cấp tỉnh một cách thực chất và hiệu quả, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp đến với An Giang. Thực hiện kế hoạch và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024 và triển khai tổ chức bữa cơm công đoàn năm 2024. Trong những ngày cuối tháng 8 vừa qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh An Giang đồng loạt tổ chức chương trình bữa cơm công đoàn với các suất ăn ngon, giàu dinh dưỡng. Bữa cơm công đoàn được tổ chức tại 53 đơn vị với hơn 7.800 đoàn viên, người lao động tham gia. Sau mỗi bữa cơm, điều động lại là niềm vui mừng, sự gắn kết và chia sẻ yêu thương giữa công đoàn, doanh nghiệp và người lao động. Bữa cơm công đoàn là hoạt động do công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động, tổ chức nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024.
Đây cũng là dịp để người lao động, tổ chức công đoàn và lãnh đạo cơ quan đơn vị doanh nghiệp chia sẻ, tâm tình, tạo nên bầu không khí đoàn kết, thấu hiểu, qua đó tạo dựng niềm tin, sự gắn bó của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp. Thông qua bữa cơm công đoàn, thể hiện vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn luôn hướng về cơ sở, mỗi đoàn viên, người lao động, đồng thời kêu gọi các đơn vị doanh nghiệp, người sử dụng lao động nâng cao nhận thức, tiếp tục quan tâm chăm lo, nâng cao dinh dưỡng bữa ăn ca cho người lao động, góp phần bảo đảm sức khỏe, tái tạo sức lao động để người lao động yên tâm làm việc. Bữa cơm công đoàn, dù được tổ chức quy mô hay chỉ gói gọn trong quy mô một đơn vị phù hợp điều kiện thực tế, nhưng tất cả đoàn viên, người lao động được thưởng thức bữa cơm đều được hòa mình trong không khí thân tình, đoàn kết, yêu thương và còn cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết sự quan tâm của tổ chức công đoàn và chủ sử dụng lao động đối với tài sản quý của đơn vị, doanh nghiệp mình.